Em làm gì đấy? Em đang lướt TikTok rồi. Tự nhiên anh nhớ em quá. Thế là anh gọi á. Em nhớ Ngày hôm nay có gì vui không, kể cho anh nghe. anh có biết cái vụ mà hot rửa bát trên TikTok không? Đang hot gần đây này. Rửa bát nhá, ở trên TikTok. À, anh có xem qua. Sao? Không sao. Nhưng mà em hỏi anh một câu nhá. Em nói đi. Thế nhưng mà cứ thật trả lời thật đi, là nếu như sau này bọn mình cưới nhau thì ai sẽ là người rửa bát nhỉ? Thì tất nhiên là em sẽ không phải rửa bát rồi. Bây giờ nhá, em đã nấu ăn rồi, xong bây giờ anh ấy còn bắt em rửa bát làm sao được, đúng không? Phải để anh rửa. Anh sẽ là người rửa bát. Yeah. Thôi Hâm ạ, anh đi làm việc vất vả rồi thì về em sẽ rửa bát cho anh. Em tuyệt vời thế cơ Thôi, mà. bây giờ anh lấy em về làm vợ chứ không phải làm ô sin đâu mà. Em nhận rửa bát làm gì, em nhận hết làm việc và người làm gì. Để anh làm đỡ em. Thôi để em rửa. Để anh ấy bảo là để em rửa. Em bây giờ chỉ có lúc ấy em chỉ cần yêu anh thôi. Còn việc rửa bát thì để anh. Đã bảo là để người ta rửa rồi. Bây giờ anh không nghe lời em nữa đúng không? Anh không thương em nữa đúng không? Không phải Chia thế. tay. Chia tay. Chia tay.